sừng non xuyên tiêu, vị ngọt thanh và thơm nồng ấm. Rất vui khi được gặp lại các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, Nấu Chuẩn, Ăn Lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Anh Nghị ơi, Thắp Hương để ý trong phần nguyên liệu ngày hôm nay có rất là nhiều những cái nguyên liệu phải nói là ngon bổ luôn đó nha. À, đầu tiên đặc biệt nhất đó là đẳng sâm. Đẳng sâm được xem là một cái bài thuốc đông y rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho hệ tiêu hóa, đường ruột nè, và giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Ngoài ra còn có nấm kim châm nè, nấm đông cô, rồi còn chỉ tử, và đặc biệt một nguyên liệu rất là hấp dẫn đó là xuyên tiêu, cái mùi rất là thơm các bạn ạ. Vậy chắc là anh Nghị đang định nấu món canh đúng không ạ? Chính xác luôn. Thì Thanh Phương đã giới thiệu hầu hết tất cả nguyên liệu rồi. Thì Quốc Ngày cũng bật mí luôn cho các bạn, món ăn ngày hôm nay đó là canh sườn non xuyên tiêu, cực kỳ thơm ngon bổ dưỡng luôn đó nha. Sườn non á, sau khi chặt mía vừa ăn, ngâm phai tiết, tức là ngâm qua nước lọc khoảng 30 phút, giúp cho nước canh được trong nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cho vào tô để ướp gia vị nè. Các bạn chỉ cần ướp vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo. Mình sẽ trộn đều cho hạt nêm ngấm vào sườn. Nhiệm vụ cao cả nhờ Thanh Phương làm đó là cắt hành và ngò. Thanh Phương giúp Quốc Ngày cắt đôi cái đẳng sâm ra. Dạ đây. Rồi, cảm ơn siêu phụ bếp. Bây giờ chúng ta chuẩn bị một cái nồi để nấu canh. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu màu điều, 1 muỗng canh xuyên tiêu, hay còn gọi là hoa tiêu đó Thanh Phương. Và mình phi cho nó thơm cái mùi xuyên tiêu lên. Các bạn đang phi thơm xuyên tiêu với 1 ít dầu ăn trước khi nấu, giúp cho tăng cái mùi thơm đặc trưng của xuyên tiêu nha. Sau khi nghe xuyên tiêu dậy mùi thơm á, các bạn sẽ cho sườn vào nè. Đảo sườn nè. Rồi mình đảo sườn một lượt. Cho vào đây 1,5 lít nước. Khi mà sườn non đã dậy lên mùi thơm thì chúng ta sẽ cho vào đây 1,5 lít nước. Các bạn sẽ đậy nắp và nấu 10 phút. Các bạn nhìn thấy có quen thuộc không ạ? Đây là kỷ tử, Thanh Phương rất là thích luôn bởi vì nó có vị ngọt nè. Ngoài ra nó còn chứa vitamin A, vitamin C giúp đẹp da mà còn bổ máu nữa ạ. Sau khi nấu sườn 10 phút á, bây giờ chúng ta sẽ cho đẳng sâm kỷ tử vào ninh cùng sườn nha. Đầu tiên các bạn sẽ cho vào đây táo đỏ nè. Theo sau táo đỏ đó là đẳng sâm rất bổ dưỡng và nấm đông cô. Đậy nắp, tiếp tục các bạn nấu canh thêm 20 phút nữa. Như vậy là 20 phút đã trôi qua, bây giờ chúng ta sẽ cho nấm kim châm và kỷ tử vào. Thế nêm vào đây 1/3 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo, 1 muỗng cà phê đường cát. Cuối cùng là 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Khuấy đều một lần nữa nè. Vâng, quả thật là một món canh thanh mát và bổ dưỡng, đúng là nấu chuẩn ăn lành. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tô để thưởng thức món canh sườn xuyên tiêu đặc biệt ngày hôm nay nhé. Và để xem lại công thức của món ăn này, chúng ta có thể quét mã QR đang hiển thị trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày món canh ra tô để thưởng thức cùng với cơm trắng. Trời ơi, hấp dẫn quá luôn đấy ạ. Một bát canh rất nhiều màu sắc đúng không anh Phương? Dạ. Màu đen của nấm đông cô, rồi màu đỏ của táo đỏ. Và cuối cùng á, canh thì không thể thiếu một ít rau nêm, đó là hành lá và ngò rí. Đây, Quốc Ngày sẽ cho lại nè. Cuối cùng là một cọng ngò. Điểm xuyết thêm một tí hành lá và ngò rí nữa sẽ làm cho tô canh của chúng ta thêm phần hấp dẫn. Và anh Nghị ơi, món này chắc mình ăn kèm món xào là sẽ hấp dẫn lắm đúng không ạ? Chính xác đó Thanh Phương. Và Quốc Ngày đề xuất các bạn nên ăn kèm với món canh sườn non xuyên tiêu này là món hào xào bông cải, cho bữa cơm thêm tròn vị các bạn nha. Nước canh trong điểm xuyết màu cam, đỏ của kỷ tử và táo, hương xuyên tiêu thơm nồng và vị ngọt của đẳng sâm thấm trọn trong từng thớ thịt sườn săn chắc, thật ấm lòng. Canh sườn non xuyên tiêu rất thích hợp để thưởng thức vào những ngày đông hay trời mưa se lạnh. Các bạn hãy thử ngay nhé. Và để xem lại công thức của món ăn này, các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube, website và fanpage của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.